Các bạn thì hôm nay mình đang chuẩn bị test hai con OBS 5 camera 4650W. Đây đang chuẩn bị để test đem ra bến xe gửi cho khách nha. Đây đang trong vòng thời gian mình đang đấu dây nè. Đây là chỗ mình bên làm việc của mình này. Đây là con 10 KVA. Còn đây những con OBS nhỏ 500W, 1000, đủ loại nha các bạn. Thì trong nhà chỉ còn vài con 3000 nữa, 2.2 VA và 3000 VA loại dẹp. Đây mình cho các bạn xem tổng quan ở trong nhà nha các bạn. Thì cái này chỉ là nơi làm việc thôi, còn kho thì còn nhiều nữa. Đây có các loại OBS như con dưới là 2.2, còn cái con trắng này này là 3 KPA, là tương đương với 2600W, 650W. Đấy chạy liên tục. Đây cũng vậy nữa các bạn. Các bạn cần con nào thì cứ liên hệ mình nhé. Mạch viết này kia đầy đủ nha các bạn. Đây cửa hàng mình đây là sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng, còn kho còn nhiều hàng nữa. Đây chuẩn bị mình đã đấu xong rồi, bắt đầu test. Đây chuẩn bị test điện cho nó chạy. Đang chuẩn bị cắm điện lưới và tải các bạn, để kiểm tra cho khách trước khi đi. Đây là một cái tải. Trước khi vừa cắm tải từ bình và tải điện lưới luôn thì sẽ cắm điện lưới vào thử tem tải, bóng đèn ở bên lưới nó đã chạy và bình cũng đã chạy, thì mình đã kiểm tra hai phần đó đều ok, thì tất cả xong hết rồi thì mình mới giao đi nha các bạn. Hàng 5000 VA này bây giờ rất chi là khan hiếm, được nhiều người săn đón lắm các bạn. Vì cái 5000 VA là điện áp 48V, chứ tới 10 KVA thì nó điện áp tới 200 mấy chục V ạ. Vì nó đi 20 bình hoặc là 30 bình. Đây mình đã chở tới bến xe An Sương rồi nha các bạn. Đây mình đã lên xe đi về Bà Rịa Vũng Tàu, Núi Dinh. Đây xe đây. Đấy 72. Đây là những cái cục biến thế của OBS đây. Hư mạch là tháo biến áp là như thế này đây. Các bạn cần con nào thì cứ liên hệ mình. Đây. Cái loại này và loại ABC biến áp này là biến áp thường thôi, còn loại biến áp ABC nó sẽ đẹp hơn và mắc hơn như các bạn. Loại này là những loại rẻ tiền thôi. Điện áp 220 quay ngược ra là đối xứng. Ví dụ như 220 ra 12 là chạy hệ 24. Đây các bạn. Nhấn gì là nhiều. Các bạn cần cứ liên hệ mình, số điện thoại để trên màn hình nha các bạn.